dinh. Thức đến 3 giờ sáng, 3 giờ chiều dậy ăn. Hết lang thang trên phây, anh lại lăn lộn khắp nhà. Chán phải ăn mì gọi anh đòi mẹ mua gà rán. Anh thanh niên hôm nay cứ hết đứng lại thấy ngồi. Anh quyết tâm đọc sách được mỗi trang bìa rồi thôi. Anh có trên tivi thấy thông báo phải ở nhà. Nghe xong bụng lại đòi thế là đòi gọi gà rán. Rồi một hôm gặp được em sát nhà. Tóc em bồng bềnh bay, anh chỉ mong nắm tay. Rồi dần mình nhận ra vì dịch phải ở nhà. Nghĩ đến cách tân em lại thấy rộn ràng. Ngày anh ăn bún bữa, chiều uống sữa. Chẳng thể dùng thể thao để ra hình lang ngắm em. Gần đâu ra phố xa, nhà với má. Chính là em nhà bên, chẳng phải kiếm đâu xa. Ngoài kia bao bác sĩ, bao chiến sĩ. Vẫn còn đang từng giây vì dân, vì nước quyến tâm. Mình cùng nhau cố gắng để chiến thắng. Đến corona rời xa rồi anh sẽ qua đón nàng. Chấp hành thông báo đề ra, thực hiện nghiêm chỉnh không đi ra đường. Chỗ nào tụ bảy tụ ba anh mà nhìn thấy báo ngay lên phường. Corona nó rất nguy hiểm, thế nên mình không được chủ quan. Nhưng mà cũng không được hoảng, ta ở nhà giữ tinh thần lạc quan. Ở nhà lâu nhưng chẳng buồn, đã có em ở ngay bên nhà. Em thì ăn đã cháy thôi, dương thế rồi ra đường làm chi. Thế từ lúc thấy em anh cứ thấy thật yêu đời. Thêm cái món gà ngon thay tô mì thật ngàn. Sáng đến tôi ngóng trông ngắm em xong lại ăn gà. Cách ly vui ra phết có cái gì buồn đâu. Cũng có chút lắng lo không biết em giờ thế nào. Muốn sang đó hỏi han xong tiện lời làm quen. Nhưng chẳng có lý do đắn đo mãi rồi cuối cùng. Mà anh dặn là cứ mang món gà mời em. Lần đầu tiên anh tìm cách tiếp cận. Chẳng nói nổi một câu, cứ lặng im mãi thôi. Chỉ kịp gửi tặng em đôi lời trong gói quà. Có một chút thế thôi mà anh đã vui cả ngày. Chi cũng chán, ăn cũng ngán. Nhưng mà ra đường chơi thì bây giờ không tốn đâu. Ngoài kia bao bác sĩ, bao chiến sĩ. Vẫn còn đang từng giây vì đất nước quyết tâm. Mì tôi mắn mãi ngay, cơm chẳng thấy. Thôi thì order ngay vài suất liền gà cháy thôi. Rồi tình yêu nhen nhóm, cô hàng xóm. Biết đâu được em đồng ý một mai nở hoa kiến đôi. Đấy, lịch trình cách ly của tôi đấy các ông ạ. Ngày ăn 4 bữa, chiều thì uống sữa. Chăm thể dục thể thao xong ra hành lang ngắm em hàng xóm. Cần đi ra phố xá làm gì, ở nhà với má thôi. Vì ngoài kia bao băng xa, bao chia là xa lạ. Vẫn còn đang từng giây vì dân, vì nước quyến tâm. Mình cùng nhau cố gắng để chiến thắng. Đến corona rời xa rồi anh sẽ qua đón lại.